Chào mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Vốn đang mất cân bằng nghiêm trọng, nay buộc phải điều chỉnh vì sức tàn phá của một loại virus. Cho đến nay, COVID-19 đã khiến hơn 740.000 người bị lây nhiễm ở hầu khắp mọi nơi trên thế giới, trong đó có hơn 34.000 người tử vong. Virus này cũng đã tàn phá nền kinh tế thế giới, làm bốc hơi hàng nghìn tỷ đô la, hàng triệu người mất việc làm, hàng tỷ người phải ở nhà chống dịch. Nhưng nhìn ở một góc độ khác, chính NCOV cho thấy thế giới vốn đang mất cân bằng ở quá nhiều lĩnh vực, giúp con người nhìn nhận và đánh giá lại mọi mặt của đời sống kinh tế, xã hội. 1. Thế giới phàn nàn về tình trạng dân số già, thanh niên không chịu sinh con. Nhưng giờ COVID-19 đã khiến chúng ta đã mất đi hàng chục nghìn người già, và rất có thể sẽ là người trẻ trong thời gian tới. nCoV sẽ khiến con người phải đánh giá lại tầm quan trọng của việc sinh nở, duy trì vững chắc mức sinh thay thế trong tương lai, thay vì để tình hình dân số mất cân bằng như hiện nay. 2. Thế giới phàn nàn về chuyện học hành quá tải của trẻ em, khiến chúng mất đến 30% thời lượng trong ngày, có đôi khi lên đến 50% ở mấy nước Đông Á cho việc học. Nhưng cuối cùng, sau nhiều thập kỷ tranh đấu giảm giờ học, hàng tỷ học sinh có thể được tạm giải thoát khỏi những chiếc cặp sách nặng trịch, học hành nhồi nhét trên giảng đường, và nhận ra rằng học online cũng không tệ, thời lượng ít hơn, chơi nhiều hơn mà kiến thức lại được tiếp thu tốt hơn. 3. Thế giới phàn nàn về tình trạng thanh niên tụ tập, bu phú, vui chơi quên ngày tháng, sống thiếu trách nhiệm, chỉ biết bản thân. Nhưng giờ, hàng tỷ người trẻ trên thế giới đã có nhiều khoảng lặng hơn dành cho gia đình, người thân. Họ sẽ cùng nấu nướng với nhau, cùng may vá, thêu thùa, cùng dạy con học, cùng chơi với con, cùng ra ban công để hát cùng hàng xóm. Cuối cùng, thanh niên cũng biết, thì ra, ở nhà cùng gia đình vẫn vui như thường. 4. Thế giới phàn nàn về việc con người chúng ta không có nhiều thời gian chăm sóc cho thế giới nội tâm của mình. Nhưng vì COVID-19, việc làm quen với giãn cách xã hội, hạn chế tiếp xúc cộng đồng dù có thể làm cho con người cô đơn hơn đôi chút, nhưng lại là một chất xúc tác tốt để mỗi con người tìm về bản ngã của họ nhiều hơn. 5. Thế giới phàn nàn về tự do quá chớm, và giờ các nhà lãnh đạo quốc gia đang phải sử dụng quyền lực để nâng cao kiểm soát, kể cả trên mạng xã hội, nhiều hơn bất cứ lúc nào khác trong lịch sử. Nó cũng buộc những người yêu thích tự do vô chính phủ phải tuân thủ và làm theo nguyên tắc. 6. Thế giới phàn nàn về người lao động làm việc quá sức, không có đủ thời gian cho bản thân và gia đình. Nhưng tình trạng thất nghiệp hàng loạt hiện nay vì COVID-19 có thể khởi động cho những ý tưởng kinh doanh của rất nhiều người khi họ không thể trở lại làm những việc làm công ăn lương. Kinh doanh online bắt đầu bùng nổ, họ bắt đầu kinh doanh bất đắc dĩ và không ít người có thể cảm thấy đời mình tươi sáng hơn với những hướng đi mới. Họ dành nhiều thời gian hơn cho gia đình, đi chơi chung với nhau nhiều hơn. Các doanh nghiệp còn lại thiếu hụt nhân công sẽ đẩy nhanh trang bị tự động hóa, giúp sức cho con người. 7. Hàng chục thế kỷ đã trôi qua, thế giới đã quá quan tâm đến đầu tư quốc phòng, chạy đua vũ khí, hạt nhân. Nhưng COVID-19 đã khiến cho các chính phủ phải thay đổi quan điểm ưu tiên cao hơn, thậm chí là cao nhất, cho đội ngũ y bác sĩ, cho phòng dịch. Cuối cùng, tất cả đều nhận ra, sức khỏe con người là ưu tiên cao hơn bất kỳ thứ gì khác trên đời này. 8. Thế giới phàn nàn về nạn săn bắn động vật hoang dã, làm cho chúng tuyệt chủng. Nhưng giờ, việc ăn thịt động vật hoang dã đã bị cấm ở Trung Quốc, thị trường tiêu thụ lớn nhất thế giới. Rồi đây, cơn sợ hãi virus trừng phạt loài người một lần nữa sẽ giúp cho các chính trị gia quyết liệt hơn để ngăn chặn nạn săn bắn và tiêu thụ động vật hoang dã ở khắp nơi trên thế giới. 9. Thế giới phàn nàn về biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường, và do ảnh hưởng của dịch bệnh, chúng ta lại đang được tận hưởng một môi trường trong lành hiếm hoi khi một nửa thế giới ở nhà, hàng trăm ngàn công xưởng đóng cửa, khí nhà kính được thải ra ít hơn. Sau hàng thập kỷ khó thở, mẹ trái đất của chúng ta đã có thể khỏe mạnh hơn một chút. 10. Thế giới phàn nàn về sự tranh giành quyền lực, lợi ích giữa các quốc gia. Nhưng trước sức tàn phá của COVID-19, chúng ta đã có thể thấy những cánh tay của các quốc gia đối địch đưa ra để cứu giúp lẫn nhau qua cơn hoạn nạn. Cuối cùng, các chính trị gia cũng nhận thấy, thế giới cần hòa bình chứ không cần hiềm khích. Một hành động tử tế giữa các quốc gia có thể tránh được chiến tranh, gây hỗn loạn cho loài người. Thật trớ trêu, thế giới rồi sẽ được chỉnh sửa một cách tốt hơn sau khi bị tấn công bởi một loại virus nguy hiểm. COVID-19 không chỉ là thảm họa của thế giới, nó còn là lý do để con người dừng lại và nhìn nhận lại những gì đã qua.
để cùng nhau vượt qua, thay đổi và chiến thắng, có phải vậy không? Ha ha ha, 问什么的所和。